Các bị cáo bị lôi kéo tham gia tổ chức Triều Đại Việt gây nổ tại các trụ sở công an, chính quyền nhằm khủng bố, chống chính quyền nhân dân. Các thành viên tổ chức Triều Đại Việt lãnh án sau gần 2 ngày xét xử sơ thẩm, sáng 22/9, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Khanh, 56 tuổi, trú Đồng Nai, và 19 bị cáo khác trong vụ án khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khanh, chủ mưu vụ gây nổ tại trụ sở công an P12 Q. Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, 20 năm tù về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, 4 năm tù về tội chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ. Tổng hợp hình phạt là 24 năm tù, hai bị cáo Vũ Hoàng Nam và Dương Khắc Minh, người đặt hai quả nổ ở trụ sở công an P12 Q Tân Bình cùng bị tuyên phạt 17 năm tù, các bị cáo còn bị phạt bổ sung quản chế 5 năm sau khi mãn hạn tù. Hai bị cáo Dương Bá Giang, Nguyễn Minh Tấn, người nhận chỉ đạo đặt quả nổ ở công an tỉnh Hậu Giang cùng nhận mức án 18 năm tù. Các bị cáo còn lại tham gia tổ chức Triều Đại Việt lãnh từ 2 tháng 12 năm tù về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, bị phạt bổ sung quản chế từ 3 tháng 5 năm sau khi mãn hạn tù. Về dân sự, hội đồng xét xử buộc bị cáo Khanh và đồng phạm tham gia gây nổ tại trụ sở công an P12 quận Tân Bình liên đới bồi thường cho công an P12 hơn 349 triệu đồng, bồi thường cho hai nạn nhân trong vụ nổ gần 15 triệu đồng. Tổ chức Triều Đại Việt gây ra hàng loạt vụ nổ, hội đồng xét xử nhận định qua xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với các tài liệu chứng cứ. Theo hội đồng xét xử, tổ chức Triều Đại Việt đã lôi kéo nhiều người trong và ngoài nước tham gia vào việc chống phá, lật đổ chính quyền nhân dân. Theo đó, các bị cáo đã gây ra hàng loạt vụ nổ tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Kiên Giang, Hậu Giang. Từ đó có đủ cơ sở kết luận các bị cáo đã phạm vào tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ. Cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Hành vi phạm tội của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, hủy hoại nhiều tài sản, xâm phạm tới sức khỏe, tính mạng của cán bộ. Xét thấy, đây là hành vi phạm tội có tổ chức nên cần phải xử lý nghiêm khắc nhằm răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội. Theo cáo trạng, Nguyễn Khanh do bức xúc với cách giải quyết đất đai của chính quyền địa phương nên bị Ngô Hùng ở Canada, đang bị truy nã quốc tế, lôi kéo tham gia tổ chức Triều Đại Việt từ tháng 11/2017. Đây là tổ chức do Ngô Hùng tự phong làm tổng tư lệnh và thường xuyên đăng tải các video trên mạng xã hội nhằm tuyên truyền, nói xấu đảng, nhà nước, đả kích chế độ xã hội chủ nghĩa, lôi kéo và chỉ đạo mua vật liệu nổ, chế tạo trái nổ, gây nổ tại trụ sở cơ quan nhà nước, công an. Từ khi tham gia vào tổ chức, Nguyễn Khanh đã nhận 144 triệu đồng và 600 đô la Canada từ Ngô Hùng để lôi kéo người khác tham gia vào tổ chức mua thuốc nổ và kiếp nổ của Nguyễn Trung Trực, chỉ đạo Dương Bá Giang mua remote, bình ắc quy để chế tạo trái nổ, sử dụng kích nổ bằng remote. Chế tạo xong vật liệu nổ, sáng 20 tháng 6 năm 2018, Nguyễn Khanh, Dương Khắc Minh, Vũ Hoàng Nam, Dương Bá Giang thực hiện gây nổ tại trụ sở công an P12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh làm hai cán bộ bị thương, gây thiệt hại về tài sản hơn 349 triệu đồng. Ngoài ra, Ngô Hùng lôi kéo các bị cáo Nguyễn Minh Tấn, Phạm Trần Phong Vũ gây nổ trong khuôn viên trụ sở công an tỉnh Hậu Giang vào khoảng 2 giờ ngày 5 tháng 7 năm 2018, cùng Nguyễn Khanh lôi kéo một số bị cáo khác ở một số tỉnh thành, Hậu Giang, Tiền Giang, An Giang, Bình Phước tham gia tổ chức để khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Sau đó các bị cáo này bị cơ quan an ninh phát hiện, bắt giữ kịp thời và đưa ra xét xử trong vụ án của Nguyễn Khanh và đồng phạm.